cấp nhập đường thần Long Vân Khánh Hội ngày lành tháng tốt. A Di Đà Phật xin tất cả nhà đền thắp hương giải chiếu, bác sư đồng thầy cùng bách gia trăm họ, các lính đức thuế thanh đồng đạo quan đồng anh lính chỉ. Đến ngày hôm nay họ phụng quan tội hết cho mình ngồi bắt ngôi vua mỗi ngự. A Di Đà Phật trên cũng Phật thánh, dưới A Di Đà Phật. Quanh cả nhà đền thắp hương giải chiếu, bác sư đồng thầy bách gia trăm họ. Trong quá trình bắt ghế hậu thánh có điều gì sơ mơ nhầm lỗi cho xin được đại xá. A Di Đà Phật. Thank you.
Xuân hạ thu đông cho bốn mùa, xuân hạ thu đông mùa xuân cầu lộc, thu đông cầu tài mà về cũng trừ tai. Thank you.
chung lưu. Các nhà chân thần Long Vân Khánh Hội, tiếng nhà chân tới lại báo nhà trần ta về giám đồ đồng họ Phùng Nam Giang Linh Từ tân nghị chúng cung á. Nhà trần ta giám phúc luồn, giám đền, giám phổ đủ lối nhân tàu đàn lá sống tàu thú lá trà. Long chư bài mã tích còn đại đình, trên nhà trần ta thường tấu đế đình, dưới hạ trình mế Long Cung. Cho ra chung họ Phùng ngồi lê để khắc quả đất đại nhất tâm chi tiết giả tâm chi thành. 20 tháng 8, thỉnh Phật tuyên kinh cung linh tam tứ phủ. Nhà trần tôi giáng chư thê lưu ân cho họ Phùng họ lên tiến đàn mã phủ về nhà trần ta. Nhà trần ta quyết tâm cũng lên tờ vàng lá sớ tờ tống lá trà. Cho anh cả nhà đền các thương giải chiếu pháp văn pháp sư tứ chủ thanh đồng, các lính các ghế các thanh đồng đào quan đồng anh lính chỉ già con anh ta ban cho hai chữ sức khỏe, trẻ con anh ta ban cho hai chữ được bình an. Bàn kia thì pháp sư đó.
ngọc quang minh chứng đàn duyên, há tiếc tăng cúng giả tin phụng hoàng lân tần thanh chưa thiên trường vương. Vẫn chứng sinh cùng ba kim bình lễ dòng nhà ngài quang thật kỳ diệu quang minh chiếu từ trung trong các con đông thì chưa các quan như tả tư hữu môi nước băng đáo hàn lệnh trường văn có đôi hàng thank you.
hòa bình chiếu tự chủ. Thank you.
Yeah.
gió muôn năm thuyền đường, chỉ Phật giang đông ngược ý thuyền đường, chỉ Phật giang đông ngược ý nàng tam bảo ân thiên dị địa, hồ bát nhã thời thời bất bùa, có suối vàng thắm thảo như ngọc ý you
Thank you.
nghĩ ai hay lần nào lịch sử ai phải I'm not afraid.
phương tăng hiếu rõ ràng, ngũ phương bàn tay phiền nào dân hoa.
đang tả dân bông dân hoa, cô nàng đôi nhan sắc đến là dịu dàng, cô nàng đôi trời đàn hồ bằng dây, ai thấy chú bà miệng lại kêu vang.
Tính
bàn chân đồng nhân linh khắp nơi nhân tầng tin tưởng Phật trời dân văn chúng con thỉnh tới cảnh thank you.
con linh chúng ta riêng ta ít tăng cùng xa kim phụng hoàng lâm bằng thánh chúa kim chúng ta ban thật xả ơn từ bi lân vân chúng sinh cô ma kim cùng đồ dòng nhà khai quang thật kỳ diệu quang minh chiếu từ chúng chiếu dị đại hòa đồng viên minh pháp giới tội hồ sứ bất hà trong cung vị Phật Như Lai điển hai giai thành nhân hai nhân chiếu quang minh hai những kiến thức thanh hai khẩu khẩu thông ngôn hai thủ thủ chuyển động hai tâm tâm hoan hỷ hai túc lăng bổ hành bất tốc như luận thank you.
Thank you.
Tiếng kêu than tả lòng nghĩ mồ
trên dòi dưới đất,
thân thì diệu quan kinh chiếm từ trung na tị tàn cũng giang kim phụng hoàng tôn thần thánh chúa thiên trung vương ca lăng thập giả tâm từ bi lân vân chúng sinh cô ma kim đường dòng nhà khai quang thật kỳ diệu quang minh chiếu từ trung văn sớ dâng lên hương lại văn sớ dâng lên trình quan đệ tử thế kiến rõ ràng thì cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh thì cho đôi chữ trường sinh đa tài đa lộc tha tin thọ trường thì cho giúp mặt đôi đường cung thỉnh phật như lai điểm thai thai thân nhân chiếu quang minh thai nhị nhị tinh thành thai khẩu khẩu thông ngôn thai tâm tâm hoan hỉ thai túc lăng bộ hành cấp cấp như luật linh Thank you.
xuất hiện đứng. Sau là thu chấp ta tinh thần thầy xa như trần kia biết tay. Phong nhan khai quang bất kỳ diệu quan minh chứng đạt duyên ngã thức tăng cũng giảng kim phục hoàng lân thân chúa tiên trùng. Quan thật từ việc quang minh chứng sơ văn.
chiều tàn chiều đình hạ lệnh tiến đình thuyền bè qua bên sông tranh dập trời bể yên mình quyền bóng khí ngưng vì trời
hướng phúc hà xa. Dù ai vẫn ngàn chưa qua, nhiều quá